giờ mày tính sao? Mày làm sao mày phải trả nợ cho tao? Mày biết đó là tiền mồ hôi nước mắt của tao mà. Tao phải ăn mắm muốn dồi, mày biết không? Mày làm như vậy mày coi được không? Chị ơi, chị. Dạ, em mời chị ngồi chị. Dạ, chị ngồi đi. Dạ, trời ơi, em đã không có tiền rồi, gặp chị đi qua đi lại em chóng mặt với chị luôn á. Trời, em cũng khổ lắm chị, em cũng muốn trả tiền chị lắm. Mà giờ thực sự trong người em không có tiền. Tao gom biết bao nhiêu lâu tao mới được có 10 triệu. Tao công hiến cho hết cho mày. Mà tao lấy lời phải nhiều, nhận gì không nói. Tao lấy 5 ngày mà tao lấy có 5 triệu tiền lời á. Mà mày còn chưa vừa lòng đã dạ nữa. Mày phải để cho tao còn lấy chồng chứ. Tao phải lo hạnh phúc của tao chứ. Tao già mày có lấy tao không? Không phải. Điên già mà sống chịu già, nghĩ sao tao lấy mà. Vậy tại sao mày biết mày không lấy tao? Hả? Mà mày không lo hạnh phúc cho tao. Mày nỡ lòng đau mày lấy hết tiền. Tôi khỏi để tôi tính ra. La hoài. 2 năm nữa đi, tôi trả. Mày có tin 2 năm nữa cũng đúng ngày này giờ này là ngày đám giỗ của tao không? Trời, bà chết tôi đâu có gì đâu phải buồn trời. Thiệt đó. Trời ơi, nó ác quá. Tôi nói tôi chết mà nó cũng nói nó không buồn. Vậy mà tôi nỡ lần nào tôi đưa tiền cho nó làm cái gì? Trời ơi, thằng... Mình đi đi! Nóng luôn nè! Mình đòi nợ đâu mà lại giờ la lối em tùm ngoài đường mà xa tôi cũng phải có cái bộ mặt của tôi chứ. Bây giờ bà bớt la đi. Bây giờ nè, không có tiền trả. Nè, làm gì làm đi. Con lấy đi. Lấy trừ. Mày nghĩ sao vậy? Mày bị ngon ăn một chút thì tao cũng ăn đại cho nó rồi. Nhìn mày có cái chỗ nào để tao ăn được không? Mày vừa lấy chồng, mày ác vừa phải tao chứ. Trời ơi là trời. Tao có thấy tao cũng phải có sự lựa chọn của tao chứ. Đây nhà, ba không nghe được một cái. Ông đuổi tôi không có tiền trả bà lời. Mày mượn, mày mượn tiền. Cậu đi nào. Chuyện gì vậy? Cậu. Hả? Chuyện gì vậy? Đi vô đi cậu. Hên quá, ông chưa nghe. Ông mà nghe một cái ông đuổi tôi, tiền đâu tôi trả cho bà. Ủa, mới vừa nói mà kêu cô vô chứ vậy? Sao cậu nhiều chuyện, cậu gái chứ gì cậu? Không, có thấy hai đứa vui quá à. Không, đã... không có vui. Họ đang tỏ tình với nhau hay gì vậy? Con mượn tại gì à? Mượn cái gì? Không có mượn tiền mà. Không có. Cậu không nghe rõ mà con nhắc lại cậu mới rõ đó. Mượn tiền đúng không? Con mượn tiền ta làm gì vậy? Trong bữa uống sinh tố không có tiền trả, mượn bả. Đâu có gì đâu, lại có gì thằng Tèo giác là cực như bất tỉnh hay gì á. Bây giờ mà trợn mắt luôn rồi, con hô hấp nhân tạo coi. Không phải giả bộ bất tỉnh gì mới được. Tiền bây giờ con... nè, tiền gì nói cậu nghe coi. Con cho nó mượn có 10 triệu. Cái gì? Tất cả tài sản của con mà con lấy lời có chút xíu à. Lấy lời chút xíu là nhiêu? Bạc năm thôi. Bạc năm? Là 15 triệu. 10 triệu? Lời 15 triệu? Đó. Trời ơi, thấy chưa? Cậu bị rối lại tiền đình rồi. Không phải. Chứ cậu bị gì? Rối loạn tiền lời. Chắc coi. Lấy lời gì vậy? Hả? Lấy lời cái kiểu gì hả? Mà ăn trên đầu trên cổ người ta vậy? Hả? Ăn trên bàn thờ tổ tiên người ta vậy? Cái gì đâu mà 5 ngày mà 5 triệu lần sau? Là cái gì mà dữ vậy? Con mượn cái gì? Con nói cậu nghe. Dạ. Dạ con mượn đầu tư. Đầu tư cái gì? Dạ. Nó xạo quá. Nó xạo quá. Nó mượn. Nó banh nó cậu. Trời ơi. Cái này là nóng gì? Biết bao nhiêu lần rồi không được cá độ đá banh, chỉ mà vẫn cá độ. Đó. Con hết bây giờ con làm đâu ra tiền hả Tèo? Phải. Đây bài này bà lấy tiền lời con cao quá. Vì nhưng mà vì sao cá độ đá banh? Con mê lắm thần tượng của con ủng hộ Messi. Nè, thôi thần tượng đi, cha mẹ ở nhà con không có lo. Tại sao mà bây giờ hết con thần tượng cách mù quáng như vậy? Dẹp đi, không có thần tượng nào hết á. Cao. Cấm xúc phạm thần tượng của con. Tại sao? Tại sao à? Ôi đừng bao giờ xúc phạm chàng lùng đáng yêu có đâu quay nón của con nha. Nè một lần nữa cậu mà xúc phạm con xúc cậu luôn á. Trời ơi cậu nói thiệt á. Cậu hết nói nổi con rồi. Cậu không nói nổi cậu cho mượn 5 triệu trả lời tao trước đi. Cái gì? Tiền tao không phải là múc. Mấy cái mày muốn đâu giờ nào là đôi. Hiểu không? Mày cái đồ đó banh. Tự làm trả đi. Trời ơi. Cậu bỏ. Cậu ơi giờ cũng tiền của con. Cậu. Mày thấy chưa? Cậu ơi! Tèo! Tại sao vậy Tèo? Trời ơi! Hết nói nổi Tèo rồi! Hả? Sao mà lẩm quá vậy Tèo? Con làm cho cậu thì con phải tỉnh táo chứ làm sao con theo thần tượng bóng đá hoài vậy Tèo? Một lần nữa là cậu đuổi việc con! Đi sao xui dữ vậy trời? Cứ làm ông Phật lòng ông chửi hoài! Tèo! Nói thầm nói xấu cậu hả Tèo? Có đâu. Cậu thấy từ xa
Còn thấy từ xa giống như là con đang độc thoại nội tâm hay cái gì đó ha. Rồi hả con hả nói xấu cậu đúng không? Con không nói xấu cậu. Con đang làm việc mà. Làm việc gì? Con đang đánh cái giày cho cậu đi ăn tiệc mà. Ủa sao sao ai ai lấy đôi giày ra để đôi dép này vô vậy? Hồi nãy con cầm đôi giày rõ ràng mà. Tại vì cầm đôi giày sao mà còn đôi dép là sao hả? Như được ê, trời ơi là trời ơi. Cái đôi giày này giữ nguyên hiện trường cho cậu chửi. Còn cố ý hại cậu đúng không? Có đâu. Con biết. Tại con đang suy nghĩ á. Con đang suy nghĩ cái gì? Thế con mua chụp đôi giày, con chụp qua đôi dép con đánh. Tại sao con để cái đôi giày của cậu đi ra ngoài mưa? Nó thấm vô đây rồi. Trời ơi, da nó nở tùm lum hết trơn. Chỉ nó xúc ra kìa. Trời con, ơi. Con chùa cho cậu cho. Con à, con hại cậu đúng không? Con biết cái đôi giày này là kỷ niệm của cậu đúng không? Cái kỷ niệm của cậu á, 15 năm về trước cậu mua ở bên Ý. Con quá đen lắm rồi. Con cố ý đúng không? Không có, con không cố ý cậu ơi. Cố ý nè. Con không cố ý. Cậu quyết định rồi. Cậu ơi. Con đi đâu con đi đi. Cậu. Cậu đuổi con. Cậu ơi. Con không cho con ở đây đâu. Cậu đã đuổi con. Đúng thế rồi. Cậu phải là cậu không muốn chứa chấp cái thứ cờ bạc ở trong nhà này. Cậu à, cậu ơi. Thằng bé bơ bơ giữa dòng đời rồi. Tèo ơi, mày sống khôn đắt tiền. Mày hứa thì mày nhớ giữ lời. Bao nhiêu vốn liếng tao nằm trong đó hết á. Tao muốn gót hỏi cái kiếp ô xin này á là chỉ trong vòng. Trời hả? Trời ơi, tao tưởng con ma xấu đâu xuất hiện. Nhưng mày làm cái gì vậy? Quá ông ơi. Gì mà buồn, trả nợ mà buồn cái gì? Tèo bị đuổi việc rồi. Mày vô dê mày. Đuổi đuổi chuyện của mày tự nhiên mất mới nói tao không chi vậy mày? Không có, đuổi việc là không có tiền trả nợ cho Út. Đúng rồi. Là người vô sản rồi à. Không còn đồng tiền nào trong túi. Cái gì kỳ vậy? Vậy là tiền bạc của tao không sao? Út đừng lo. Tèo có cách. Út cầm thở cái điện thoại này coi như mình trừ nợ đi Út. Ủa sao mày khôn quá vậy mày? Cái điện thoại này mày nghĩ trời ơi, chịu nổi đời đâu. Nó đưa cái cùi bắp mà nó còn có pin được. Hay là mày đi bán này mày cạp cục pin luôn mày ăn rồi à. Tao lấy có 5 triệu tiền lời là 15 mà mày vậy. Mày làm như mày có được không? Cứ nín đi. Tèo đã có cách rồi. Cách gì? Nếu cuộc đời này không cần tèo nữa thì tèo sẽ đi tự tử. Tự tử? Số tiền nợ đó hẹn kiếp sau đi. Hả? Tao đang cái tao quấy. Tôi khổ đúng quá mà trời ơi. Cóp cóp giúp tao với cướp. Sao vậy? Sao vậy? Mày có hỏi Tèo hỏi mày bị sao vậy Tèo? Anh ơi, Tèo hỏi sao vậy? Trời ơi, nó đạp cho em một chút xíu là chết bà đi rồi. Trời ơi, tôi nghe Tèo quá trời ơi, chút xíu nữa là chết bà rồi. Cảm ơn anh nha, mai có anh không là tôi mất cái vỏ rồi. Đỡ vậy đi chứ trời. Cảm ơn mà để con nhóc nằm dưới đây tội nghiệp đó chứ. Tèo ơi, anh ơi, Tèo ơi, đứng lên đi. Đỡ anh sao nổi. Sao không Tèo? Tèo ơi, có sao không Tèo? Sao không? Dạ, trời ơi, trời, nó đá ngay cái chảng ba muốn chết cho nó luôn. Tôi đang có chuyện gấp quá, tôi gửi anh chịu đi. Anh có gì anh đi bác sĩ anh khám giùm tôi nha. Chị làm cái gì vậy? Dạ thì tôi cảm ơn anh á. Trời ơi, chị cất tôi đi thiệt, giúp đỡ người là chuyện tốt mà. Làm gì tôi lấy tiền chị coi sao được. Nhưng mà tôi thấy anh bị đau vậy đó. Thôi mà thiệt á, cái chuyện này tôi không lấy tiền chị đâu. Vậy mấy cái chuyện này tôi làm thường xuyên quen rồi, tôi không lấy đồng tiền của chị đâu. Chị ra đi. Nếu vậy được vậy tôi cảm ơn anh lắm nha. Từ nãy tôi có một chuyện tôi phải đi, tôi xin phép nha. Nè nhớ cẩn thận nha, cô chừng bị giật lần nữa đó. Dạ dạ dạ. Kỹ hơn chút xíu nha. Dạ. Chuyện gì? Chuyện gì vậy? Không mày. Chuyện gì? Chuyện gì vậy? Hả? Chuyện gì? Con sao vậy Tèo? Có một thằng ăn cướp. Thằng ăn cướp nó làm gì? Nó giật một cái vỏ. Rồi sao nữa? Con bay con giật cô chỏ nó lên gối nó. Lên gối nữa hả? Nó đạp con cái chật ngay đây luôn. Thiệt không vậy? Thiệt đông chủ. Đâu? Trời ơi, rồi nó giỏi lắm ông chủ ơi. Nó quýnh thằng cướp mà thằng cướp không bị sao hết mà nó bị thương lắm ông chủ. Đá con ngay đây hả? Mày con bóp cho thử coi. Trời ơi, giết người đi. Tèo ơi, nghe lời cậu, đi về nhà đi nha, ráng làm ăn lại trả nợ cho người ta, đừng có cá độ bóng đá nữa. Trời ơi cậu ơi. Gì? Con đau vậy con tưởng cậu bỏ qua cho con. Rốt cuộc cậu cũng đuổi con hả? Con đuổi con hồi nào? Cậu mới kêu con về nhà đi á. Trời không phải, cậu nói con về nhà của cậu. Cậu tăng lương lên cho con để con làm con trả nợ lại cho người ta. Vậy là có tiền trả nợ với tao rồi. Sao vậy?
ghét. Nói đi ghét cái trời ơi, con nói thiệt hả cậu? Con nói thiệt mà. Ôi, cậu tốt quá. Con cảm ơn cậu. Yeah. Ủa mà sao cậu cho nó tiền mà cậu khóc vậy? Hao quá mà con. Kiến này trời ơi, đau, đau. Giống như cái gì đó nó cắn rứt cậu quá. Trả đúng cái số tiền đó. Trời ơi, lần đầu tiên tôi làm chuyện này. Thôi mà. Đó con nghe nè. Dạ. Để cậu về cậu lấy tiền cậu trả. Trả trước cho nó. Dạ. Mà nhớ nha, cùng là người ăn người ở với nhau. Ủa quên lộn, cùng là người làm người ở với nhau. Dạ, đúng rồi. Thì con đừng có lấy lời đó nha. Thôi con không dám ăn lời ăn lãi gì nữa đâu. Chẳng qua con cũng ghét nó ông chủ. Trời. Tự cái tật của nó mê cờ bạc, mê đá banh gì đó. Thì con ghét, con ăn lời bỏ ghét thôi chứ ai lấy lời nó làm chi. Đó biết. Con thấy không? Dạ con thấy. Con thấy cờ bạc không? Dạ. Cờ bạc là bác thằng bần thấy dạ. Chưa? Dạ con biết rồi. Mai mốt còn dám nữa không? Dạ không. Dạ. Dạ. Đừng có làm gì nữa. Dạ. Đi về đi. Dạ đi về. Cậu. Cậu chủ đâu vậy? Trời ơi. Tình cảm quá. Đã tốn tiền mà còn vác nặng nữa. Trời ơi, cảm động quá. Hao quá trời. Trời.